Thời gian quay hết.
iya mau lanyar. Tha thiết từng đêm
cháu gian nan khổ đau. Mẹ không than van một lời, đến không một lời mẹ đã xa rồi. Mẹ ơi, sao mẹ đành bỏ con trong lúc tuổi còn non, như chim con lên cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi, yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ cha. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ cha. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương thank you.
Thank you.
quay vòng vòng hết má anh đứng đây ngay anh diễn viên đứng đây ông là anh chị ông chính vậy đây đây đi cũ đi cũ đi cũ bây giờ mày uống bia đi chơi còn nè đâu uống bia uống rồi đấy uống bia quay đi nè quay quay nhậu quay cả ok mày uống xét luôn chơi xét luôn chơi xét luôn tao bên uống xét luôn Nếu mấy chuyện nào có được
con nhớ lời mẹ khuyên.
gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương, lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân. Ba mẹ hiền xưa chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, cầu ơn sinh thành ngày nào đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời sinh thành ngày nào đêm trà, mẹ ơi con nhớ lời mẹ khuyên. Mẹ ơi, ngày đau khổ nhất đời con là ngày con mất mẹ. Hôm nay trong niềm thương tiếc vô hạn, hội ngựa tuổi ban chấp hành đoàn thể của ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lê B, Tiền Giang, trước khi đưa linh cữu của bà chị Nguyễn Thị Giàu đến nơi an nghỉ cuối cùng, kính thưa gia đình Tam Quyến và cô bác Hồng Ca, chúng tôi hết sức bất ngờ nhận được thông tin tới bà chị Nguyễn Thị Giàu
Bảo qua đời vì cơn bệnh trầm trọng, mặc dù được người thân trong gia đình hết lòng chăm sóc, chạy chữa bất an, y bác sĩ cũng tận tình cứu giúp, nhưng vì sức yếu phải mang trọng bệnh, phải chấp nhận không kéo vào được sự sống, nên bà chị phải đành diễn diễn ra đi, để lại cho gia đình nhiều thương tiếc đau buồn. Mất người thân và hậu ngưỡng tuổi của Thả Biển Lê Bê cũng mất đi một hậu chim hậu vật như Dương Sáng. Kính thưa Tam Nguyễn và cô bác Đại Sa, thời chính trị của bà chị Nguyễn Thị Giao là một người hiền hòa, đạo đức, hết lòng chăm sóc cho gia đình, lo cho con cháu ăn học đến nơi đi chốn. Có điều kiện nghề nghiệp ngoài xã hội, bà chỉ luôn khiêm tốn, đoàn kết, những lòng hỗ trợ bà con sớm làm việc, chẳng may gặp những khó khăn nên được mọi người yêu mến. Kính thưa gia đình và quý khách dự lễ của bà chỉ Nguyễn Thị Giao, bà chỉ sinh được ba người con, một trai hai gái. Bà cũng là người chị gì của chúng tôi, giờ đây bà chị không còn nữa. Chữ ra đi của bà chị để lại niềm thương tiếc chung cho gia đình sớm làm, trong đó có mọi người có tuổi. Bà chị Nguyễn Thị Giao sinh năm 1943, tần trần vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2010, nhằm ngày 9 tháng 3 năm Canh Dần, hưởng thọ được 67 tuổi. Chúng tôi đứng trước linh sàng đèn khói nghi ngút và rất trang nghiêm trân trọng, linh hồn của bà chị còn thất bên đây, vì sự thương thương liên tiếp không nỡ rời xa mắm gia đình, xa con cháu, xa bạn cũ sớm nhiều thương tiếc, nhưng cảnh sinh ly tử biệt đành phải cam lòng tan quyến, nên bất đi sự ưu phiền, quan tâm lo chuyện hữu sự để bà chị yên tâm cất bước ra đi. Biết rằng kiếp nhân sinh như bản nẻo chung quy, việc sống thác như mây khói tan mây cỏ, đời cõi tạm sống ở thác về, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng bà chỉ mất đi để lại quá nhiều tình cảm, kỷ niệm vui buồn cho gia đình xã hội. Người chưa có câu lâm chung đất thủ tiên liên thọ, thế lại nan tạm bá thế nhân, nghĩa là trong rừng chắc có cây ngàn tuổi, ngoài đời đã sống trăm năm. Lời nói của người chưa không sai, nhưng biết rằng vì tâm trung trọng bệnh, vì sự yếu của bà chị phải ra đi, để lại nhiều niềm thương cho mọi người ở lại. Ôi cảnh tử biệt thiên ly, rồi đây cũng đến lúc dọn nhiệm chuẩn bị tiếng kèn trống âm vang, tiếng chuông cô độc là đến giờ phút thiên liêng của bà chị phải rời khỏi mái ấm thân thương, đến nơi an nghỉ ngàn khu bệnh viện những người thân thiết. Giờ đây đứng trước linh sàng của bà chị, hội ngưỡng tuổi chúng tôi thành tâm cầu nguyện linh hồn của bà chị sớm về miền Tây phương cực lạc. Thành kính chia buồn cùng Tam Nguyễn, chúng tôi trân trọng lòng kính bái sự việc. Cuối cùng chúc gia đình và cô bác đến dự tang lễ lời chào tại đồng đất. Thank you.
tự trận. Chủ yêu ma quỷ quyết phải nước quan tài. Đại sư ca nhất quân phải động ra. We'll be right back.
We'll be right back.
ngày nhắm mắt theo chiếc xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi hàng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng sương phủ trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ hỏi tên những thờ đầy ân tình. Nằm dưới đây chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai quan tâm, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng thay. Sống nhân sinh ai người thương
ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều thì khổ thêm thôi. Này bạn ơi xin nhớ cho rằng, dù đường đời và néo về đâu, cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Danh lợi quyền tước cao sang, quên đi